quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Cách đây khoảng hơn 1 tháng trước thì chúng mình đã có một video review phiên bản sample của Acer Nitro 5 Tiger. Vậy thì sau khi ra mắt chính thức tại thị trường và có thêm nhiều phiên bản cấu hình nữa thì Acer Nitro 5 Tiger có còn xứng đáng với tên gọi là laptop gaming quốc dân nữa không? Thì phiên bản mình đang có ở đây chính là Core i7 cùng với Nvidia RTX 3050 Ti với mức giá hơn 29 triệu đồng. Thì cùng mình vào video nhé. Về ngoại hình thì không khác gì so với phiên bản sample, nhưng mà dành cho những ai đã quá quen với phiên bản cũ mà nhìn thấy Acer Nitro 5 Tiger này lần đầu tiên thì mình chắc chắn phải dành lời khen cho Acer. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài, Acer đã thay đổi thiết kế của Nitro 5, hiện đại hơn, tinh tế hơn với bề mặt phẳng màu đen xám kết hợp với các đường thẳng cách điệu với hai tone màu chủ đạo là đỏ và xanh. Logo Acer cũng đã được thu bé lại, không còn đặt chính giữa máy nữa mà đặt dịch lên phía trên. Mặc dù chất liệu thì vẫn là nhựa, thế nhưng mà tổng thể hoàn thiện máy với phiên bản năm 2022 này tốt hơn nhiều so với những phiên bản trước đó. Phần màu sắc cũng sẽ làm cho các bạn có cảm giác chiếc laptop của mình sang hơn như được làm bằng chất liệu nhôm vậy. Thiết kế máy thì mỏng với cân nặng là 2,5kg, một mức cân nặng trung bình so với laptop gaming, thế nên là các bạn vẫn có thể mang theo di chuyển được. Phần bản lề thì được Acer thiết kế lại, đặt dịch vào phía trong một chút, tạo khoảng trống cho phần khe thoát gió tản nhiệt và giúp cho bản lề của các bạn chắc chắn hơn. Việc mở bản lề ở một tay cũng trở nên dễ dàng hơn. Điểm đặc sắc nhất của năm nay thì là sử dụng Intel thế hệ thứ 12, Core i7 12700H 14x20 luồng. CPU mới của Intel thì sở hữu nhiều nhân hơn này, được chia ra đó chính là nhân mạnh và nhân yếu. Nhân mạnh ở đây thì là hiệu năng cao, còn nhân yếu thì sẽ là những nhân tiết kiệm điện giúp cho các bạn có thể sử dụng và thao tác với từng ứng dụng khác nhau. Khi truy cập vào từng ứng dụng thì CPU có khả năng là nhận diện được ứng dụng này cần hiệu năng mạnh hay là yếu, từ đó thì sẽ giúp cho các bạn có trải nghiệm tốt hơn khi mà sử dụng. Máy ăn ít điện hơn mà hiệu năng thì lại cao hơn. RAM thì sẽ là 8GB, thế nhưng mà các bạn có thể nâng cấp tối đa là 32GB. Và mình cũng nói luôn là nếu mua máy về để sử dụng thì các bạn nên nâng cấp thêm một thanh RAM nữa, tối thiểu là 8GB để máy có thể bùng hết hiệu năng. Tí nữa thì ở phần test game mình cũng sẽ lắp thêm một thanh RAM để test hiệu năng cho các bạn. 512GB SSD có thể nâng cấp tối đa 2TB, thoải mái để nâng cấp để lưu trữ này. Cuối cùng đó chính là Nvidia RTX 3050 Ti. Bây giờ thì sẽ là phần test game nhé. Hệ thống tản nhiệt thì được thay đổi và cải tiến rất là nhiều. Các bạn cũng có thể thấy được trong phần test game, nhiệt độ mát sẽ chỉ loanh quanh khoảng tầm 70 độ C. Ở trong máy thì sẽ có hai quạt tản nhiệt, hệ thống khe thoát gió tản nhiệt cũng như là tăng số lượng ống đồng phủ sơn cách nhiệt lên. Thêm vào đó thì ở phiên bản này, Acer đã nâng cấp cho phần mềm Nisushin với hệ thống tản nhiệt ở những phiên bản cũ đã tốt, nay còn tốt hơn với 4 ống đồng được sơn cách nhiệt rất là tỉ mỉ, bao phủ cả bề mặt của CPU lẫn GPU. RAM thì cũng được bảo vệ an toàn bởi là thép tản nhiệt. Thế cho nên về diện tích tiếp xúc của bề mặt tản nhiệt đã lớn hơn rất là nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, giúp cho không chỉ máy mát hơn mà linh kiện bên trong cũng còn thoát nhiệt tốt hơn. Về phần màn hình, ở phiên bản năm 2022 này thì Acer đã bắt kịp xu hướng với viền màn hình mỏng rồi. Ba cạnh viền trên đều mỏng hơn nhiều so với phiên bản cũ, vẫn được trang bị webcam ở cạnh trên này, 15,6 inch Full HD tấm nền IPS. Đây vẫn sẽ là một mẫu màn hình cơ bản và chuyên game với tần số quét là 144Hz và 45% NTSC. Xuống dưới phần bàn phím và touchpad, không có gì thay đổi, vẫn là LED RGB 4 vùng, layout bàn phím dễ nhìn, hành trình phím đủ sâu để bấm các phím W, A, S, D hay là các phím điều hướng để có thể chơi game một cách dễ dàng. Cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cực kỳ nhiều cổng kết nối với thiết kế năm nay. Mặt sau của Acer Nitro 5 Tiger ngoài cổng nguồn ra thì năm nay đã có thêm, đó chính là cổng HDMI, một cổng USB Type-C. Cạnh trái chúng ta sẽ có cổng LAN RJ45, cổng USB Type-A, jack audio combo. Cạnh phải sẽ có thêm là hai cổng USB Type-A nữa. Tổng kết lại thì với mức giá là hơn 29 triệu đồng, các bạn sẽ có một chiếc máy siêu đẹp thay đổi toàn bộ về thiết kế.
cấu hình mới nhất lại còn khỏe này, mọi thao tác chơi game đều rất ok. Chưa kể đến đó chính là chế độ bảo hành 3S1 của Acer được cam kết bảo hành trong vòng 3 ngày kể cả thứ bảy chủ nhật. Đặc biệt là các bạn sẽ được đổi một sản phẩm mới hoặc là sản phẩm tương tự trong trường hợp mà Acer không thể hoàn thành bảo hành trong vòng 72 giờ, vẫn cực kỳ xứng đáng với tên gọi là laptop gaming quốc dân. Thế nên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần link mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.